Em Vũ xin chào bà con cô bác trên màn ảnh nhỏ. Hôm nay gãi chiếc xe ghê qua trong mừng Thái đây 201. Hôm qua đó có mấy cái con ốc ghi theo xe đẹp lắm luôn nè. Cái đổ thắng mà đẹp gì nè, để cho bà con dọn xe mọc. Xe mọc là xe nguyên zin, xe nguyên thủy á, xe chưa dọn á, mình mua đồ nguyên zin mọc giờ mình dọn. Rồi bây giờ là cái cây đổ thắng mà nó còn vàng gì nè, không vàng mà cái ánh vàng của zin nó theo xe nè, không lò xo với con ốc dặn đủ bộ. Rồi lò xo này lấy cái bọc đựng lại, lấy cái cọng dây cọc miệng này để nó trào ra không biết không. Rồi với cái lưỡi câu không được đẹp, lưỡi câu cũng sòn thôi, như lò xo lưỡi câu cũng sòn thôi chứ không được đẹp, bình thường thôi. Có cái cây đổ thắng mấy con ốc này còn xanh dờn luôn nè. À, đồ zin thì nó vậy là chắc cứu rồi, tại nó theo xe hai mấy năm thì mình lên xe mọc á sẽ bán cái xe này kia nọ quá đẹp ha. Cái rồi combo này lấy cái bọc bỏ vô 200.000, ghi combo đũa thắng 200.000. Rồi ngoài lấy cái bọc ngoài lại cái ghi vô để nó gớt đầu ra. Rồi đó, combo đũa thắng cô trăm mười là 2.000 nha, sẽ gắn 99 được hết nha, 2.099 gắn luôn qua nhỏ được luôn nha. Rồi cái này tới cái combo cúc trước cúc sau đời 2.000 nha. Bà con coi tán nó còn xanh nè, không bát tăng sơn còn xanh đẹp nè. Đó, tán cốt cái ống chỉ trước ống chỉ sau với bốn con ốc 6 ly còn xanh, không có xét con nào luôn nè. Bát tăng sơn còn ok luôn, hai đầu cốt nè. Dòng này nó không có chấm bi, để 2.021 chứ cặp bát tăng sơn 2.021 nó vô 2.000 bình thường không chấm bi. Rồi cặp cốt này và bát tăng sơn này còn xanh lè luôn, vô cốt đều đẹp luôn ha. Rồi ốc cũng cái cạnh này cũng không có bị dẹo gì mấy, cũng còn được, còn được nè. Ai quên đó, ai đi ghi vậy đi, ghi combo cái cặp cốt 300.000 đi vô combo cặp cốt, combo ốc treo máy 100.000. Không đi vô sổ mà đi vô luôn đi. À, combo cặp cốt, combo cốt 300 đi vô sổ đó đi. Rồi, rồi. À, combo ốc treo máy 100.000. À, 4 con vít bẩn và 3 con vít cốp. Vít bẩn còn đẹp quá, nó mẻ ít lắm. Vít bẩn còn đẹp. Thông thường là đầu zin á nó thật lừ chân à, còn kiếm đẹp gì tại cái xe mình đẹp mới được cái gì nè. Cũng thôi thật lừ chân à. Rồi vậy là chắc cú. Nè bà con nhìn đây, con này đẹp nè. Con này hơi thừa lượng chút, con này đẹp. Hơi thừa lượng chút, con này cũng còn hơi thừa lượng chút. Đó, 4 con. Rồi 3 con vít cốp, 4 con vít bẩn. Đó, hàng zin theo xe. Inox đẹp. Rồi, chân cắn nó cũng còn ok. Có cái ghế xét cái này chạy cước lại ra. Mấy này bình thường ở bên trong mà bình thường chạy cước ra inox không mà. Rồi 200.000 combo vít bẩn. 200. Này cái này hàng hiếm cực kỳ luôn. Ở vít bẩn thì mình kiếm có đó, còn mặt nạ đẹp là không bao giờ có. Không bao giờ và không bao giờ. Đó, 3 con vít mặt nạ nè. 3 cái con nè xanh lè luôn. Đó, 3 con ốc nè nó chưa có thừa lừ nha, mới dặn dài lặn gì. À, còn đẹp thấy ghê luôn, thông thường nó sẽ bị thừa lừ á. Rồi 200.000. Combo vít mặt nạ. Combo ốc cặc te. Ốc cặc te bao gồm 3 con số 10 ngắn và 1 con số 10 dài, là có hàng zin theo xe, là hàng có gia băng á. Nè 3 con ngắn, 1 con dài. Đây hàng còn đẹp. Hàng còn trắng, còn đẹp, zin mọc theo xe 20 mấy năm. 23 năm mà tình trạng của em gì là ok. Nè. Nè. Cái con dài này ngay chân cái phuột nha, còn 3 con kia là vòng vòng. Rồi bỏ ốc cặc te này 150. Ốc cặc te này còn im nè, ốc te còn xanh đẹp quá nè. Bỏ cặc te 150.
hai con vít mua gùa, hai con ốc mua gùa với hai con ốc của thằng mang cá là bảy, hai con ốc mua gùa với hai con ốc của thằng Boe đó, màu lính nhà bên ốc mua gùa còn thẳng băng luôn. Cạnh khến của ốc mua gùa đẹp quá trời luôn, hai con ốc Boe. Rồi hai ốc mua gùa, hai ốc Boe này rẻ thôi, 50.000 thôi. Quá trời xanh luôn. Rồi còn cái này nè. Con này chắc để lại chơi đi, để lại từ từ tính sao. Để lại đi. Còn tầm lum nè. Ốc này còn đẹp ghê luôn, mà con nhìn bó ốc trăm mừ bằng gì nè, chạy ốc vinh nè, theo xe bằng gì nè. Bây giờ nếu mà ai mua á thì bán mão luôn đi. Rồi giờ mà có mấy con ốc áo nè, hàng này là để từ từ em hỏi ông anh lại lấy cái xe, giờ mình gá lên xe coi một xe là bao nhiêu con là mình biết chính xác hết, để ông mà bán nó em chính xác nó thất bại thì tức là cái con ốc mà bắt mặt tiền á, bắt yếm lường như bà cổ á. Đâu rồi nè, xanh lè luôn nè. Để coi kỹ là cái xe mình mấy con chính xác, mình lựa trong gỗ ra với mấy con vít này nè. Đó, mấy con vít bắt bằng thờ bà cổ nè. Thấy ghê chưa, cái bộ ốc xe này thấy ghê ha. Anh nói đi, cái này hồi sau phân giải, bán cái kia đi. Rồi hôm nay ốc đầu bò ốc đầu bò của Phu Chanel hàng ốc đầu bò có chữ S. Ốc đầu bò chữ S của ông Phu Chanel thì đây có chữ S hết đây. 4 con 150.000 đó. Cho chúng ta vô Phu Chanel. Ốc mới có chữ S. Bán ốc mới mà ông kia không biết sao mà ông giờ ông nói ốc cũ. Vũa lại hả? Ba ốc cũ đâu mà ghé ăn. Rồi sẽ có lông đền. Lông đền của hãng Việt Nam mình, chính hãng Honda, là 4 con là 40.000. Đó, bao gồm một miếng lông đền đồng nè và 3 miếng lông đền trắng nha. Ok ha. Rồi lông đền này của hãng Việt Nam mình là 40.000 để kèm theo, ai mua thì người ta lấy theo thì lựa lấy, đóng này thôi. Rồi có một loại ốc đầu bò của Nhật Bản. Không có chữ S, là 4 con là 100.000. Ốc đầu bò Nhật Bản bao đẹp luôn, bao ngầu bao đẹp trong bịch như nè. Người ta sẽ mua với 4 cái con lông đền của Việt Nam mình đã vô Phu Chanel á, thì như thế này sẽ là 140. Nó còn ai mua ốc đầu bò chữ S thì ốc đầu bò chữ S nè. Thì 150 với 40 là nhiêu? 190. Mấy cái này nhỏ nhỏ là tiền ship 25.000 à. Còn ba cái đầu bự thì tiền ship nhiều hơn, 30-40. Đây, ốc đầu bò chữ S nha. Đó, ốc mới trắng vậy nè, mà 4 con 100.000, 100.000. Ở loại 4 con 150, còn cái không có ốc Nhật này nè, mới là 100.000. Ốc Nhật, mỡ gà đẹp hơn. Ốc của Nhật Bản đẹp hơn, mỡ gà. Ốc mới mỡ gà. Xé con này ra coi. Ốc của Nhật Bản là ốc da băng nè, ốc mới 8 ly nha. Ốc đầu bò là 8 ly nha. Đó. Chúng ta vô Phu 2, Phu Neo, nhưng mà cái này nó đế nó không có dày bằng nha, ốc mới thôi, nó không có dày bằng của thằng ốc chết đâu. Ốc chết dày hơn. Ốc chết dày hơn. Rõ ràng ha. Rồi mình bán mới thôi, anh em về dọn xe hay đừng có bù phép lại gạt bán xe cho người ta gạt ốc pin nha. Mình cứ bán về dọn xe đẹp chơi thôi. Rồi ốc xin nhắc lại là ốc là bò của Nhật Bản đúng không? Không có chữ S, là 4 con 100. Rồi lấy cái đầu bấm lại. 4 con 100, 4 cái lông đền 40 nó là 140, tiền ship 25.000. Còn ốc rồi chữ S nè. Đó, ok, ốc rồi chữ S là 150. Nhưng mà mình mua 4 cái lông đền nó vô thì ăn bộ gì là 140 vậy thôi. Ủa 150 với 190 vậy thôi. Còn cái này 140 nè.
Mình xếp 25 ngàn. Rồi vậy thôi cho qua luôn. Đó. Mua về dọn xe chơi cái đừng có đâm vô xe gạt người ta nói xe gin. Xe gạt nói xe gin. Rồi cho qua đây. Đó là clip này hết rồi ha. Clip sau em sẽ bán này luôn đi. Cần số 115 lo cần số quay hết 125 đây. Cần số với cần thắng đây. Thắng chưa? Thắng 105. Cần số quay hết 105 với cục thun Thái Lan nè. Bán qua cái hàng này, hàng cao cấp nó mắc tiền nè, đó, cho bà con xài chơi nhưng mà chất lượng nha. Mắc tiền mà chất lượng chứ không mà mắc tiền mà nó không chất lượng nó uổng tiền mình dữ lắm, tiền làm cực khổ. Cái cục thun Thái Lan xịn nè bà con coi cái nó thưa nè, nó thưa mà cái găng nó bự nè, thấy không? Cục thun Thái Lan là 30 ngàn. Bây giờ bà con mua lẻ bán lẻ, em bán lẻ luôn nha ha. Ok. Rồi cái cần số là 300, gắn vô là 330. Cái sao nó móc móc cái găng phụ chanel nè, thấy không? Nó khoát 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 cái găng phụ chanel ở ngoài trước cần số móc. Đây là cần số QS 105 đời 2002 á, nó sẽ gắn vô QS, QG, phụ chờ 2, phụ chờ neo, phụ chờ X và phụ chờ mập và phụ chờ LED luôn nha. Ok luôn nha. Rồi, thằng này cho qua. Đây tem Thái Lan đây rồi cho xuống luôn. Rồi cần thắng ghim 125 nó sẽ vô phụ 2 phụ neo đó. Phụ 2 phụ neo phụ X nè, cần thắng ghim 105 mới đây. 350. Đó. Rồi thì sáng đẹp luôn, gọng nhỏ nha. Cái gọng nhỏ xíu. Bằng cái ngón tay út à, không các bạn. Gọng lớn em không có bán được, cái đầu theo xe á là cái bằng cái bự hơn ngón tay cái, nó bự hơn luôn. Nó xấu lắm không có mua. Mua cái hàng mới đời 2019 gọng nhỏ bằng ngón tay nè. Đây. 350. Rồi cho qua. Tới cần số của 110 Thái. Cần số qua 110 Thái si sáng đẹp vô quanh pha lóc trắng lóc đen vô RS vô qua 110 Thái vô phu chờ 1 vô RS luôn. Nè, cục thun Thái 30 ngàn với cái cần số 270 này là 300 có chữ V đây. Không có con ốc nha. Rồi Thái Lan xịn. Đây, dẫn vô đây. 270 cục thun nó là 30 nó là 300. Rồi giờ đạp của 110 Thái Lan đây. Đó, giờ đạp khởi động máy mới nha. 420 ngàn gắn cái này vô, đưa cục thun vô 420 ngàn. Rồi tới cần thắng của 110. Cần thắng 110 mới chọc lớn nha, không phải chọc nhỏ nha, theo xe ngày xưa chọc nhỏ vậy nè bằng ngón tay út, phải không? Bây giờ chọc lớn bằng ngón tay chỏ đang nè, thấy không? Chọc lớn không mà nó 280 ngàn, nó không có chọc nhỏ đâu, chọc nhỏ đâu có sản xuất đâu. 280 ngàn. Rồi cho xuất lọc gió 110 120 ngàn, phải không? Không giờ nghĩ không bán nó lọc 120 ngàn. Đó, tiếng hậu alpha chân ngắn một cặp 200 ngàn. Hàng ghim, kiến hậu anh pha chân ngắn, hàng ghim cả xe 200 ngàn. Rồi, clip này hết nha bà con à, rồi xin chào bà con cô bác nha.